mới lấy cây thuốc về đây quý vị ơi. Đây là cái đống thuốc mới xuống xe luôn. Cái thuốc này là mình phơi khô để xay nha quý vị. Còn cái này là cây tươi để gửi cho quý vị đắp tươi nè. Còn cái này là phúc còn mướn người ta chặt nè. Mướn người ta chặt để mình phơi khô quý vị.
tán ra không còn.
Nãy giờ có bà báo nào không đưa cho ông sư mặt nữa. Này ông sư Yamaha nè. Giờ nó anh mấy chị làm tiếp cái gì ơi. Cái con heo với con bò đó là tới sáng nó mới tới 10 giờ nó mới xuất hiện không à. Vô đây nè anh chỉ cho, là cái này anh về á anh chồng xuống đi ha, lấy cái thùng mút á anh để đất xăm xắp đi, là anh chồng xuống đi rồi bắt đầu anh ngắt đọt, trước mắt là anh ngắt đọt đi anh đắp, rồi xong mình hết đọt anh tước lá, hoặc là tước lá trước cũng được, là anh đắp chừng cái một mút của anh vậy thì anh đắp chừng cái này cỡ 5-6 đọt là đủ rồi, anh đắp vô khoảng trong vòng 30 phút nếu anh chịu nổi thì anh để ha, còn không chịu nổi thì anh gỡ trước 30 phút cũng được. Là nó hơi bị phỏng nha, nhưng mà nó sẽ hết cái bú của anh. Quay cái một bú ảnh cho thấy không? Quay ra đây nè, quay không, 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 cái cây này nè nó khó kiếm lắm, bởi vì về anh mua thằng muối của anh chồng giùm em liền đi để thôi á, khi mà chồng cho nó đâm tược ra thêm anh. Đó, anh ở đâu vậy? Không sao, cái bên nhà luôn. Kiếm cái bọc thôi chứ anh, có cái bọc không? Chứ để cầm gì hả? Kêu bà ba kìa, chạy vô xanh bà ba kìa. Là nó có bị phỏng anh đừng có sợ nha, nó phỏng rồi nó lành, nhưng mà cái lúc mà nó bị phỏng là lúc nó thuốc nó cái này uống không được mà cũng đừng để cho văng vô mắt nha, để cho văng vô mắt nha anh. Ở bên đây cũng bị hay gì nè, phải không? Ờ đắp bên đây luôn. Thì anh nghe nói anh biết em á, anh biết tình tới đây rồi chứ. Thì tìm tới Bạc Liêu dưới này nè, nó lấy về nè, rồi bây giờ bữa nay là ship cho bà con ở xa nữa. Nói chung là người nào bệnh em mới cho, chứ người nào không bệnh bây giờ người ta xin nhiều lắm rồi, mình cũng không có đâu cho nhiều. Nhớ anh về chồng liền nha, đừng để nó héo nha. Rồi để trong mát đi, vài bữa nó bén nó đem ra ngoài. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Dạ, dạ. Cảm ơn đứng gì đi trời ơi. Thấy hả? Nhưng mà nó nói hùa với mặt lên. Cái này nè, là anh về á, anh ngắt chừng 7-8 đọt thôi. Cái anh đâm giống như cái một bú bự thì mình đâm nhiều, bú nhỏ thì mình đâm ít. Rồi cái anh lấy cái này nè, anh kiếm cái thùng mút á, anh vô đắt cho nó sắp sắp như đất ruộng gì đó, đắt mà nó vừa ngập nước á, anh trồng mấy cái gốc thì xuống hết đi. Rồi anh để cho cây thuốc nó tỉnh ở trong mát, rồi bắt đầu anh hái đó. Rồi xong rồi cái cây mà nó anh thấy nó bén, nó bám dễ rồi đó, là anh đưa ra nắng, nó chịu nắng chứ không có chịu trong mát đâu. Rồi bây giờ anh mở cái hình của ba anh lại rồi. Than chi chưa? Rồi, em quay màn hình lại giùm anh. Này anh này. Hả? Anh ở Vĩnh Sương hả? Anh này ở Vĩnh Sương lại nhà xin cây thuốc cho ba ảnh nha quý vị. Rồi nè, cái này là anh đắp được nhiều lần, anh có giống như mình về chồng cái liền nghe để nó chết nha. Rồi anh về chồng đi cho nó bén, đặt mình lấy đắp, chiều nay đắp liền chồng nha. Mấy cái đó nó dễ tiêu cũng ở tận. Không được uống nha anh, cũng đừng để văng vô mắt nha anh. Không
đắp giáp thì đắp lờ gờ giống như không cần cuốc gì mà đắp lờ gờ hết đi. Rồi á, anh muốn chắc ăn nữa anh kiếm cái bọc cái gì bụng lại gì nè, giống như cho nó dưỡng thuốc, cái hầm á, nó bám thuốc vô á. Rồi bắt đầu là coi không chịu đựng được bao nhiêu, ví dụ mà chịu đựng giỏi thì 30 phút, còn nếu mà nóng quá không dứt thì 20 phút mới lấy ra được. Rồi là nó thấm thuốc rồi, là vì bó bị hỏng. Ờ, nhưng mà phòng nó cũng lành lại, là nó cũng bình thường, nó chỉ lột da thôi à. Rồi nó cũng lành lại chứ nó không có thẹo. Rồi bây giờ anh về đắp liền cho nó đi. Thì anh cần khi nào nó vừa lành anh đắp vô. Rồi anh về đắp đi. Bây giờ là cái cây tư là Phúc Toàn hết rồi nghe quý vị, nó còn héo không à, thành ra Phúc Toàn không có gửi cây tươi nữa, nên quý vị nào mà có mua cây tươi á thì không có còn nữa nghe, chỉ còn bột khô thôi nghe quý vị. Cây tươi là hết rồi, bữa nay gửi ngày cuối nữa là cây tươi không có còn nữa quý vị ơi, chỉ còn cái bột khô thôi. Cây tươi bây giờ nó héo hết trơn rồi, không có gửi đi được nữa. Bây giờ chỉ chặt làm thuốc thôi chứ không có còn đem đi gửi được nữa quý vị. Nên quý vị nào mà có chuyển khoản mà mua cây tươi là không có còn nha quý vị ơi, đừng có chuyển khoản nữa. Chỉ còn cái bột khô thôi với bột uống thôi. Bữa nay đi cây tươi là ngày cuối luôn rồi đó, là không có còn cây tươi nữa nghe quý vị, đừng có chuyển khoản về cây tươi nữa nha. Không có còn đâu, mất công chuyển tới chuyển lui đó quý vị. Chỉ còn có thuốc khô không à, chứ không có còn tươi nữa. Hũ khô này là 150 nè, còn cái hũ khô bự này thì là 300 nè, rồi cái hũ bự kia nữa là 600.000, là nó gấp đôi cái hũ này nè. Là cây tươi không có còn nữa nghe quý vị ơi, đừng có chuyển tiền mua cây tươi nữa nha, không có còn nữa nha quý vị. Hôm nay là thuốc uống có nghe quý vị. Cái hũ lớn này là 150 gram nè, là 200.000, còn cái hũ này là 75 gram, là nó là 100.000. Ở trong cái hũ là toàn có ghi rõ cách sử dụng, cách uống hết trơn nghe quý vị. Là bà ba tắc bà ba bú cổ nè, ăn thằng nè, u nhọt nè, chẻ móc cam, đau bụng, trị sưng đau nè, hắc lào, chàm, vậy suy nhược thần kinh, đau dạ dày, tiêu chảy, sốt, ho, sổ mũi. Còn cách sử dụng là một muỗng cà phê lưng pha với nước ấm, uống buổi sáng một lần, buổi chiều một lần sau khi ăn nghe quý vị. Là thuốc uống là cái tem nó màu xanh này, còn đây là thuốc đắp. Thuốc uống thì nó có hai cỡ nha quý vị, còn thuốc đắp nó tới ba cỡ lận. Cái dưới này nè là 300 gram, cái này là 150 gram, còn cái nào nhỏ này là 75 gram. Là hôm bữa Phúc Toàn có nói rồi đó, là cái hũ 150 gram này là 300.000, còn hũ này là gấp đôi là 600.000. Còn hũ này là một hũ 150, là nó bằng một phần dành tươi đó quý vị, nhưng mà cái này là nó xay bột này là nó gấp gữ là thằng dành tươi là mới xay ra được hũ bột đó. Thì anh chị cô chú nào mà có đặt hàng thì đặt gấp nha, tại vì cái thuốc này Phúc Toàn làm nó cũng có số lượng thôi. Giống như là dành bây giờ thì đã hết rồi, nó mất luôn cái nguồn để đi tìm rồi đó. Là bây giờ là quý vị nào mà chốt sớm thì còn, và trễ thì là hết nha quý vị. Còn cái nguồn thuốc uống này thì nó dễ tìm rồi, nhưng mà mình cũng phải hơi mướn người ta đi nhổ và về phơi rồi mình mới đi xay. Còn cái dành này nó đứt, cái hàng này là nó không còn nữa nha quý vị. Là tới năm sau nữa là mới có, còn bây giờ mình đâu có trồng được đâu, thành ra nếu mà đứt cái nguồn này là nó không còn nữa. Nên quý vị nào mà cần dành khô thì chốt sớm thì còn nha quý vị, còn trễ thì không có còn nữa nha quý vị ơi.
Còn anh chị cô chú nào mà có sổ hộ nghèo thì Phúc Toàn vẫn gửi nha. Sổ hộ nghèo và sổ cận nghèo là Phúc Toàn vẫn cho miễn phí nha. Rồi khi mà Phúc Toàn đã quyên góp được cái nguồn kinh phí mà để cho bà con nghèo thì bắt đầu Phúc Toàn sẽ mua mì với gạo để cho bà con nghèo ở thị xã Tân Châu của Phúc Toàn nha quý vị. Thì quý vị ủng hộ thuốc thì quý vị cũng đang ủng hộ người nghèo trong vòng tay nhân ái của Phúc Toàn đó. Thì tất cả những chi tiết đồ cách pha chế ở trong này là để sử dụng là Phúc Toàn đã ghi rõ hết rồi. Này pha bột với nước ấm, đắp lên vùng da bị bú hoặc bị đau nhức. Nam thì 15 phút, nữ thì 10 phút. Người bị bệnh tiểu đường mà bị bú, bị xương khớp thì đắp 5 phút nha quý vị. Cái này là Phúc Toàn ghi như vậy là trị xương khớp với trị bú cho người tiểu đường, chứ không phải là cái thuốc này mà trị bệnh tiểu đường nha quý vị. Là ở dưới nè Phúc Toàn có ghi là lưu ý không được uống nè, là cái này là cái phần thuốc đắp, thành ra phải ghi thêm câu này. Còn bên đây thì thuốc uống, thì Phúc Toàn không có ghi cái câu mà không được uống ha. Là cái này cách sử dụng là nãy Phúc Toàn đã đọc rồi. Thì quý vị ủng hộ cho Phúc Toàn thì quý vị cũng đang ủng hộ cho người nghèo trong vòng tay nhân ái. Thì Phúc Toàn cũng cảm ơn. Và thay mặt và Phúc Toàn cũng thay mặt trong chương trình vòng tay nhân ái cảm ơn quý vị đã đăng ký kênh để giúp cho Phúc Toàn nhận được nút bạc. Phúc Toàn cũng cảm ơn quý vị đã xem trên kênh rất nhiều. Rồi có đôi lời muốn nhắn nhủ cùng quý vị như vậy. Thì anh chị nào cần thì cứ việc liên hệ với Phúc Toàn ở trên cái video này hoặc là ở trên Zalo cũng được. Thì quý vị cứ cần cái nào thì quý vị cứ chuyển khoản đi rồi Phúc Toàn sẽ ship nha quý vị. Có nhiều anh chị cô chú cứ kêu là gửi đi rồi gửi tiền sau, gửi đã rồi bữa nay shipper người ta điện là nói không có đặt hàng. Thì cái này là chắc cũng cái gì thì quý vị biết rồi ha. Rồi có đôi lời thông báo cùng quý vị ha. Chân thành cảm ơn. Chúc cô chú anh chị từ Bắc vào Nam dùng thuốc mau hết bệnh. Chào mọi người. Bye bye.